chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tắt đèn để tiết kiệm điện từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút tối nay. Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ. Xã Tạ Trạch, huyện Khói Châu nỗ lực bảo tồn nghệ thuật hát chống quân trong trường học. Bài học từ vụ cháy xưởng nhựa ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Câu lạc bộ bóng đá PVF Hưng Yên thi đấu giao hữu với câu lạc bộ bóng đá trẻ Công an Hà Nội tại thành phố Hưng Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại hội nghị gặp mặt các chủ đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương rà soát, cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trung gian không thật sự cần thiết, đẩy nhanh, mạnh, vững chắc và thực chất cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy đầu tư các dự án nhà ở cho công nhân, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi dứt điểm diện tích đất còn lại của các khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư và đủ điều kiện giải phóng mặt bằng với phương châm khẩn trương, quyết liệt và giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đất sạch đến đó. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xem xét tiếp tục giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư hướng tới giải quyết xong trong vòng 48 giờ. Định kỳ hàng quý tổ chức họp giao ban với các chủ đầu tư khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thị xã Mỹ Hào giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp Minh Đức chậm nhất trong tháng 6 năm 2024. Huyện Ân Thi hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của khu công nghiệp số 5 trong quý 1 năm 2024. Huyện Văn Lâm hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 35 hectare tại xã Lạc Hồng và Lạc Đạo trong quý 1. Các chủ đầu tư khu công nghiệp phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Riêng khu công nghiệp số 5 và khu công nghiệp sạch hoàn thành trước ngày 31 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Hưng Yên phát động hưởng ứng sự kiện giờ trái đất và hướng tới ngày 26 tháng 3, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hoạt động có sự tham gia của 150 đoàn viên thanh niên của Công ty Điện lực Hưng Yên và 9 điện lực trực thuộc. Người dân thành phố đã chứng kiến buổi đi bộ diễu hành trên đường Nguyễn Văn Linh và xếp hình 60 cộng tại quảng trường Nguyễn Văn Linh. Với cái thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen tới tất cả cộng đồng và hy vọng là thông qua chương trình này thì tuổi trẻ Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ lan tỏa cái thông điệp này của giờ trái đất đến với cộng đồng và hy vọng được cộng đồng đón nhận sẽ tiết kiệm điện bằng những cái thói quen tắt các thiết bị điện không sử dụng, không chỉ là một giờ của ngày hôm nay mà sẽ là nhiều giờ và là hàng ngày. Sự kiện giờ trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động lần đầu năm 2007 với ý nghĩa bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Sau 17 năm đã thu hút 135 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và trở thành sự kiện thường niên. Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên tiết kiệm được 62.000 kWh điện năng. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện giờ trái đất nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng để việc tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung trở thành thói quen của cộng đồng. Nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có kế hoạch phát động 26 phong trào thi đua chuyên đề. 26 phong trào thi đua này về các lĩnh vực trong khối doanh nghiệp, ngân hàng, thuế, hải quan, lao động, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển giao thông, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ứng dụng khoa học công nghệ, điều tra dân số, các lĩnh vực về quốc phòng, an ninh trật tự, dân vận khéo. Các giải pháp được đề ra là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị địa phương, trưởng các khối cụm thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao để đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực để thi đua thực sự đạt chất lượng hiệu quả, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo ở từng địa phương, đơn vị, chú trọng phát hiện nhân tố mới trong phong trào thi đua, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến.
Những năm qua, nhiều thanh niên tại huyện Phù Cử đã phát huy sức trẻ, sức sáng tạo của mình để mạnh dạn khởi nghiệp. Một số mô hình đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác, đem lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Cuối năm 2023, anh Hoàng Văn Nhật ở thị trấn Trần Cao là một trong ba thanh niên tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên được khen thưởng tại Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 do Trung ương Đoàn tổ chức. Có được thành quả trên, nhiều năm qua, anh Nhật phấn đấu xây dựng thương hiệu nước giặt sinh học Logi thân thiện với môi trường, bền với vải và không gây ngứa cho da. Sản phẩm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận này giúp anh Nhật thu lãi khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Qua một quá trình nghiên cứu, tôi đã phát triển nước giặt Logi, nghĩa là Logi vết bẩn. Nước giặt chúng tôi sẽ chất lượng rất là sạch, thơm, khử mùi hôi và lưu hương rất là tốt. Tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ có một ý chí tốt để có thể khởi nghiệp cống hiến cho quê hương. Từng là một thanh niên nghèo đi làm thuê, năm 2022, anh Doãn Văn Dũng ở xã Tống Phan trở về quê và mạnh dạn làm kinh tế với xưởng sản xuất khung kèo mái ngói. Đây là loại khung kèo mái ngói siêu nhẹ, siêu bền, có sức chịu lực cao tại những vùng nhiều mưa bão. Đơn hàng của anh Dũng chủ yếu là các tỉnh ven biển, cho thu lãi trên 400 triệu đồng mỗi năm. Ý tưởng của mình thì mình đi nhiều nơi, và thứ nhất là mình đã từng làm những cái này ở trong Sài Gòn, trọng lượng rất là nhẹ và nó sẽ không bị han. Chủ yếu là cái thời tiết Việt Nam mình là cái vùng biển sẽ hấp hơi rất là nhiều và thì nó sẽ không động đến biến dạng của các cái nguyên vật liệu. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cử hỗ trợ cho thanh niên trong xã vay vốn để cho thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Từ đó thì phối hợp với cơ quan tổ chức là tuyên truyền định hướng nghề nghiệp cho đoàn thanh niên. Hiện trên địa bàn huyện Phù Cử có trên 50 mô hình kinh tế của thanh niên như chăn nuôi gia súc, thủy sản, sản xuất gỗ. Bình quân mỗi mô hình thu lãi từ 200 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Các mô hình này đều tạo công ăn việc làm cho thanh niên địa phương với mức lương khoảng 8 triệu đồng một tháng. Dù diện tích đất ở không lớn, lại có giá trị cao, nhưng khi hiểu được lợi ích của việc mở rộng đường giao thông, nhiều hộ dân ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã đi đầu trong việc hiến đất mở rộng đường. Thửa đất của gia đình bà Sáu có chiều dài trên 60 mét. Sau khi được tuyên truyền, vận động hiến đất để mở rộng đường giao thông, bà Sáu đã tự nguyện tháo dỡ tường bao kiên cố vừa mới xây dựng, hiến gần 40 mét vuông đất thổ cư, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gia đình nhà tôi mới làm nhà và làm tường bao rất là đẹp. Thế nhưng mà được nhận được chủ trương là mở con đường rộng lớn thì chúng tôi rất là phấn khởi. Và tôi là người chủ động đập trước, đập toàn bộ để mở rộng con đường khang trang sạch đẹp. Nhiều năm trước đây, người dân thôn Đại Hạnh phải vất vả đi trên tuyến đường nhỏ hẹp chỉ rộng 2 mét, ô tô không thể đi vào ngõ. Việc chuyên chở phụ thuộc vào phương tiện thô sơ. Sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương vận động, trên 20 hộ dân xóm giữa đã tự nguyện phá bỏ công trình, hiến đất thổ cư, hộ ít trên chục mét vuông, hộ nhiều lên tới 60 mét vuông để mở rộng đường thành 3,5 mét. Tuyên truyền, vận động nhân dân để hiến đất, làm đường để phát triển kinh tế xã hội. Thế từ đó thì nhân dân đã đồng thuận, và trong cái quý 1 này thì cái tuyến đường này là cũng là cái mở đầu để chúng tôi tiếp tục vận động các cái tuyến khác. Các cái hộ trong xóm vận động gia đình và người thân là nuôi lại từ 50 phân đến 1 mét đường. Có thể nói là như một cái làn gió mới, thì chúng tôi sẽ vận động tuyên truyền bà con lan tỏa vào các cái ngõ xóm. Đất đai là tài sản có giá trị lớn, thế nhưng ý thức được việc hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới đem lại lợi ích cho cộng đồng và cho chính gia đình mình. Đến ngay sau khi phong trào hiến đất của xóm giữa, trên 70 hộ dân đường bờ sông thôn Đại Hạnh cũng đăng ký hiến đất để mở rộng đường. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên vừa tổ chức hội thi giáo viên dạy tỏi cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố năm 2023-2024 có 23 giáo viên tham gia thi ở các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý và công nghệ khối lớp 6-7-8. Thí sinh phải trải qua hai phần thi. Phần 1 trình bày một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục. Phần 2 thực hành dạy một tiết theo kế hoạch dạy học tại thời điểm diễn ra hội thi. Theo ban tổ chức, một số giáo viên đã mạnh dạn chọn đề tài mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Kết thúc buổi thi, 23 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố.
Thưa quý vị, hát chống quân Tạ Trạch ở huyện Khoái Châu đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị của môn nghệ thuật này, nhiều năm nay xã Tạ Trạch có cách làm sáng tạo là đưa hát chống quân vào môi trường học đường. Hơn 10 năm nay, cứ 2 tuần một lần tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tạ Trạch, thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giờ học âm nhạc, các làn điệu chống quân lại được truyền dạy cho học sinh. Nội dung các làn điệu chống quân rất linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi các em. Em đã học chống quân từ năm lớp 2. Em thích bài chống quân với những cái giai điệu và lời bài hát rất là thân thuộc và gần gũi. Em học chống quân này ở trường thì em cảm thấy rất là thích nên em sẽ cố gắng học để hát giỏi hơn ạ. Qua một thời gian giảng dạy cho các em học sinh thì thấy có những hiệu quả rõ rệt. Thứ nhất đó là các em đã biết hát những làn điệu hát chống quân và các em có thể biểu diễn những bài hát chống quân theo những cái phong cách riêng. Ví dụ bằng những động tác đưa tay hay những tốp mà các em có thể như kiểu là chơi trò chơi dân gian sau các em hát lồng vào. Năm 2011, câu lạc bộ chống quân Tạ Trạch được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ có 34 thành viên, trong đó thành viên trẻ tuổi nhất là 28 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất là 91 tuổi. Các thành viên trong câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng để cùng lưu giữ những bài hát cổ và sáng tác những bài hát mới phù hợp với đời sống hiện tại. Câu lạc bộ đã có 6 thành viên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Nhiều bạn trẻ cũng rất là ưa thích cái môn nghệ thuật này. Mới đầu thì họ nghĩ là những cái vần điệu nó hát nó chỉ là mộc mạc đơn sơ ấy thôi, nhưng khi họ ngấm họ thấm rồi thì họ lại cảm nhận được đây chính là cái hồn cốt của quê hương, đây là bản sắc của quê hương. Ủy ban xã sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ cho câu lạc bộ cho chống quân đi biểu diễn, chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn phối hợp với cả câu lạc bộ chống quân để truyền dạy chống quân cho các cháu học sinh. Hát chống quân được phổ biến rộng rãi trong các lễ hội văn hóa, trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Hưng Yên. Năm 2016, hát chống quân Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với việc lưu giữ và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của các cấp, các ngành, sự tiếp nối của lớp trẻ và sự say sưa truyền dạy của những nghệ nhân, tiếng hát chống quân sẽ đến gần hơn, thấm sâu vào tâm hồn của mọi tầng lớp nhân dân. Tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ cùng các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện Yên Mỹ phối hợp với trường Đại học Hòa Bình vừa tổ chức ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh 2024 cho học sinh khối 12. Tham gia ngày hội có 1.100 học sinh khối 12 của ba trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Trung học phổ thông Minh Châu và Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Các em học sinh không chỉ có cơ hội nắm bắt thông tin thiết thực bổ ích trong công tác tuyển sinh năm 2024, mà còn được tư vấn về tính chất các ngành học, nhu cầu của ngành học, xu hướng nghề nghiệp trong xã hội hiện tại và tương lai. Các gian hàng tư vấn đại diện của Trường Đại học Hòa Bình giải đáp trực tiếp một cách đầy đủ toàn diện những ý kiến của học sinh về quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chế độ ưu đãi học phí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp du học. Qua chương trình này thì các em học sinh khối 12 sẽ có được nhiều các thông tin hơn, được nhiều sự lựa chọn hơn. Từ đầu năm thì nhà trường thành lập những cái tổ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thường xuyên có các cái buổi tọa đàm, hội thảo online dành cho học sinh khối 12. Qua đó thì các em sẽ suy nghĩ và đưa ra được những cái quyết định đúng đắn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất của các em trong tương lai. Nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và thị trường lao động, thời gian qua Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều phiên giao dịch của sàn giao dịch việc làm, qua đó giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về vai trò, chức năng, những lợi ích khi tham gia sàn giao dịch việc làm. Sàn giao dịch giúp người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị địa phương có nhu cầu được thuận lợi hơn trong hoạt động giao dịch việc làm. Qua đó có thể dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, xu hướng việc làm hàng tháng. Thông qua cái cuộc phê cái công việc làm này thì em cũng muốn lên đây tìm hiểu thị trường lao động hiện tại ra sao để em sau khi ra trường thì em có thể đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng ạ. Em được tham quan rất nhiều công ty và em đã tìm hiểu được một số công ty nó phù hợp với chuyên ngành và lĩnh vực em đang học tại trường. Và em thấy là tại đây thì cơ hội việc làm rất là lớn.
Tại các phiên, người lao động được tư vấn để định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, công việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân, cũng như nắm rõ hơn thông tin của thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn, chính sách về bảo hiểm, đồng thời được tư vấn về kỹ năng thi tuyển, phỏng vấn để sẵn sàng tham gia quá trình tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cái nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 hiện nay đang tương đối cao. Hiện tại cái sự đảm bảo cho cái nguồn nhân lực có chất lượng cao ấy thì đang bị thiếu. Chúng tôi cũng muốn thành lập những cái hỗ trợ việc làm như này để các doanh nghiệp người ta có nhiều cơ hội hơn để tuyển dụng, và các cái người lao động người ta cũng có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn việc làm phù hợp. Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức khoảng 37 phiên giao dịch việc làm, đã có trên 30.000 người tham gia, trong đó có hàng nghìn lao động được tuyển dụng trực tiếp với sự tham gia tuyển dụng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Quý vị và các bạn, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đến khi biết được nguyên nhân thì dường như đều đã quá muộn. Vì thế công tác phòng ngừa luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vụ cháy xảy ra ngày 10 tháng 3 tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vừa qua là bài học cụ thể. Đây là những gì còn sót lại sau vụ cháy xảy ra tối 10 tháng 3 tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 200m2 nhà xưởng sơ chế nhựa của gia đình ông Lê Văn Bình. Rất may không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra cháy, xưởng đã tạm dừng hoạt động. Toàn bộ máy móc cũng đều được ngắt khỏi nguồn điện. Không có công nhân ở lại, không có người trực. Chính vì thế, vụ cháy không được phát hiện và chữa cháy kịp thời, dù xưởng có sẵn hệ thống bể nước và máy bơm trang bị bình chữa cháy các loại. Đánh giá ban đầu phần nhiều khả năng là do chập điện. Thế thì trước cái thời điểm mà xảy ra cháy thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu cơ sở là tạm dừng hoạt động để khắc phục những cái tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Tại thời điểm mà xảy ra cháy thì cơ sở cũng đang ngừng hoạt động, có khả năng là do cái đường điện lâu ngày dẫn đến chập điện. Đây chính là lời cảnh báo sâu sắc cho sự lơ là chủ quan, nghĩa là những hộ sản xuất kinh doanh mặt hàng dễ cháy. Thực tế cho thấy vẫn còn một số người rất thờ ơ, thậm chí là quá tin tưởng vào những thiết bị đơn giản đã có. Thì tôi cũng xây một cái bể 100 khối nước rồi, hàng họ của mình phải xếp hết về một bên, không có điện là nếu như mình không hoạt động máy móc nữa là ngắt điện hoàn toàn. Tổ dân phố Phan Bôi hiện có 112 hộ buôn bán sơ tái chế hạt nhựa, trong đó có 11 hộ sản xuất tạo hạt nhựa, 75 hộ xay nhựa phế thải, còn lại là các hộ thu mua phân loại phế liệu. Nếu mà cứ để cái tình trạng mà các cái xưởng sản xuất đan xen với khu dân cư thì cái độ an toàn tôi cảm thấy là nó không được đảm bảo, lúc nào cũng sợ. Không biết nó xảy ra lúc nào bởi vì nó đến bất chợt. Chính quyền nên có thể là xây dựng làng nghề để cho các cái hộ kinh doanh để vào hoạt động ở trong khu vực làng nghề thì hợp lý hơn. Tiếp tục là tiến hành rà soát, kiểm tra và sẽ kiên quyết xử lý đối với các cái trường hợp vi phạm. Để hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ, rất cần sự kiên quyết của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong công tác quản lý phòng chống cháy nổ, đặc biệt là với những hộ sản xuất kinh doanh những mặt hàng dễ cháy. Chiều nay tại sân vận động thành phố Hưng Yên diễn ra trận đấu giao hữu bóng đá giữa đội trẻ câu lạc bộ PVFT Hưng Yên và đội trẻ câu lạc bộ Công an thành phố Hà Nội. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Trận đấu được diễn ra với sự chứng kiến và cổ vũ của gần 1.000 cổ động viên của hai câu lạc bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên. Các cầu thủ của hai câu lạc bộ hầu hết sinh năm 2005-2006 đều được huấn luyện rất bài bản, chuyên nghiệp. Trong thành phần hai câu lạc bộ có nhiều cầu thủ là người con Hưng Yên. Các em đã thi đấu hết sức nhiệt huyết với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, bàn thắng đẹp mắt. Sau 90 phút thi đấu, tỷ số chung cuộc là 6-2 nghiêng về đội trẻ câu lạc bộ BVF tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.